Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm hoa hồng bằng kẽm nhôm. Mọi người cùng theo dõi nhé! Mình cần làm 2 size cánh. Cánh nhỏ dùng 4 sợi kẽm 10cm. Cánh to đùng 1 sợi kẽm 15cm và 3 sợi kẽm 10cm. Bây giờ mình sẽ làm cánh nhỏ. Các bạn vuốt nhẹ sợi kẽm để tạo độ cong tự nhiên cho cánh nhé. Cánh nhỏ làm 3 cái. Tiếp theo sẽ làm cánh to. Cánh to làm 5 cái nhé. Bây giờ mình sẽ làm đài hoa. Các bạn đo 2,5cm sau đó gập lại các đoạn bằng nhau nhé. Thank you.
Bây giờ sẽ dán cố định cánh hoa. Các bạn chú ý vị trí dán cánh hoa để tạo độ tự nhiên cho bông hoa. Tiếp theo sẽ làm lá. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một bông hoa hồng rồi đó. Chúc các bạn làm được những bông hoa thật xinh xắn. Nhớ đăng ký kênh để mình có thêm động lực làm nhiều video hấp dẫn hơn chia sẻ tới các bạn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.